Hãng công nghệ Google vừa cho biết sẽ đầu tư hơn 1 tỷ đô la Mỹ để phát triển một cơ sở mới tại New York. Và với động thái này, Google đã trở thành hãng công nghệ lớn thứ hai tại Mỹ sau Amazon, lựa chọn trung tâm tài chính hàng đầu này để phát triển các cơ sở mới, đồng thời thì tạo ra hàng ngàn công ăn việc làm cho người dân nơi đây. Cơ sở mới của Google với tên gọi là Google Hudson Square có diện tích rộng hơn 880.000 m², nằm trên các phố Hudson và Washington. Dự kiến cơ sở này sẽ bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2022 sau khi việc xây dựng hoàn tất. Nói về các câu chuyện các tập đoàn lớn tại Mỹ lựa chọn địa điểm để đặt trụ sở của mình, thì trước Google, các hãng công nghệ lớn khác ở Mỹ là Amazon và Apple thì cũng đã lần lượt công bố các kế hoạch đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ để phát triển những cơ sở mới tại Mỹ. Và có một điều khiến cho nhiều người chú ý, đó là cách thức mà những tập đoàn này sử dụng để tìm kiếm nơi đặt cơ sở mới thì lại hoàn toàn không giống nhau. Với Amazon, hãng thương mại điện tử này đã khuấy động cả nước Mỹ khi mà tạo ra một cuộc chạy đua vô cùng kịch tính giữa 238 thành phố để chọn ra chỉ hai cái tên sau cùng làm nơi đặt trụ sở mới. Cách thức này thì đã giúp cho Amazon thu hút được sự chú ý từ các thành phố và hãng này cũng đã nhận được những khoản ưu đãi giảm thuế lên tới 2,8 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó thì Apple, hay giờ đây là Google, lại lựa chọn địa điểm của mình một cách ít ồn ào hơn. Lợi ích tài chính từ phương pháp này đem lại do đó thì cũng sẽ nhỏ hơn nhiều so với con số khổng lồ của Amazon. Tuy nhiên, bù lại, cách thức này thì lại nhận được thiện cảm và những lời khen ngợi nhiều từ người dân nước Mỹ và không hài lòng khi mà họ không hài lòng với cuộc chạy đua quá ồn ào của Amazon. Thế nhưng cho dù cuộc săn tìm địa điểm cho trụ sở mới có khác nhau đi chăng nữa thì mục tiêu của các hãng công nghệ vẫn là như nhau. Đó là tìm cách vươn rộng ra khỏi thung lũng Silicon khi mà giờ đây cũng đã trở nên quá chật chội theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Sự tập trung dày đặc của các công ty công nghệ tại thung lũng Silicon đã đẩy giá nhà và chi phí sinh hoạt lên mức đắt đỏ và vô tình khiến khu vực này chảy máu chất xám, hay nói cách khác là đẩy những nhân công tại đây tới nơi khác có chi phí dễ chịu hơn. Bên cạnh đó, chính sách nhập cư cứng rắn hơn của chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng góp phần hạn chế những gã khổng lồ công nghệ tiếp nhận lao động có tay nghề từ nước ngoài vào Mỹ. Vì thế, các công ty công nghệ cũng dần ý thức rất rõ về việc phải dịch chuyển để thu hút nhân tài. Nguồn nhân lực chất lượng cao cũng giống như sức sáng tạo và các ý tưởng đột phá, ở chỗ nó không thể bị giới hạn bởi địa điểm hay vùng miền nào cả. Theo một phân tích của CBRE, lựa chọn thành phố nào đặt địa điểm mới của các ông lớn công nghệ đều không gây bất ngờ. Họ đơn giản là đang lựa chọn giữa những thành phố lớn và dễ thu hút nhân lực chất lượng cao để biến chúng thành những trung tâm công nghệ hạng trung. Washington DC, New York và Austin đều chiếm những vị trí cao trong bảng xếp hạng những khu vực tập trung nhiều nhân tài công nghệ nhất tại khu vực Bắc Mỹ, chỉ sau thung lũng Silicon và Seattle. Đổi lại, mức lương cho nhân công lên tới 6 chữ số. Đãi ngộ tốt và cơ hội kích thích kinh tế bằng chi tiêu cho mua sắm và bất động sản là lý do các thành phố cũng hào hứng trong cuộc chạy đua trải thảm đỏ đón các công ty công nghệ về đặt trụ sở mới. Và người hài lòng nhất về xu hướng này chắc chắn sẽ là Tổng thống Mỹ Donald Trump, bởi làn sóng các công ty công nghệ mở rộng trong nước sẽ giúp ông đạt mục tiêu mang việc làm trở lại cho người dân Mỹ và kích thích sự phát triển của nền kinh tế.